À, chúng ta có một cái thắc mắc là sau 10 ngày sử dụng thì cái máy lạnh của chúng ta tiêu thụ bao nhiêu điện, thì hôm nay mình sẽ làm một video để so sánh giữa máy lạnh LG tiết kiệm 70% điện và máy lạnh Sharp có công nghệ inverter. Thì trong điều kiện sử dụng là ở Cà Mau vào thời điểm mùa mưa, 50% là thời điểm là khi quay video này là trời mưa. Để thử xem coi sau 10 ngày sử dụng là tổng lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video trước đó mình có so sánh giữa công suất tiêu thụ điện giữa một cái máy lạnh Sharp có công nghệ inverter và máy lạnh LG. Thì sau một đêm thì cái máy Sharp nó tiêu thụ là khoảng 1,1 kg, còn cái máy LG nó chỉ khoảng 400 mấy chục W thôi. Thì đến thời điểm này là đã 10 ngày rồi. 10 ngày rồi. Thì hôm trước mình gắn cái đồng hồ này lúc khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 10, thì hôm nay là ngày 14 tháng 10. Thì sau 10 đêm sử dụng, chúng ta thấy trên màn ảnh nè. Sau 10 đêm sử dụng thì nó tiêu thụ là 12,65 kW. Mà thường là ban đêm là cái cháu nó sử dụng tầm khoảng từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng là khoảng 10 tiếng. Và ban ngày thì tầm khoảng thêm 2 tiếng nữa. Bây giờ mình sẽ qua bên cái phòng mà máy có cái máy lạnh là LG để so sánh với cái máy lạnh phòng này. Thì sẵn đây mình nói luôn là cái phòng này là mình để cái máy lạnh ở cái nhiệt độ là 26 độ nha, và chế độ thân thiện với môi trường là hai chiếc lá nè. Thì với cái phòng tổng cái khối lượng, tổng cái thể tích đó là tầm khoảng 30 mét khối như cái phòng này, và để 26 độ thì cái độ lạnh nó sẽ vừa, là chúng ta cảm thấy là rất là mát mẻ và có thể là đắp mành nhẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bên cái phòng mà LG. Ở bên cái phòng LG này thì nó lớn hơn một tí so với cái phòng vừa rồi. Phòng vừa rồi thì nó tổng cái thể tích của khoảng 30 mét khối, còn riêng phòng này thì tổng cái thể tích khoảng 40. Bây giờ cho chúng ta xem mà sau 10 ngày sử dụng thì tổng cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu. Đây, hôm trước mình cũng lắp vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 10 nè. Rồi đến cái điểm này chúng ta xem trên màn ảnh nha. 7,42 kWh. 7,42 kWh tức là chỉ có tiêu thụ là khoảng 7 ký rưỡi mà thôi. Chúng ta 7 ký rưỡi cho cả một khoảng thời gian, đó là 10 ngày, thì đây là một con số với nó là cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Thì sáng nay mình nói luôn là trong 10 ngày qua thì khoảng 5 ngày thì 5 đêm thì trời nó mưa, và những ngày khác thì trời nó rất là mát mẻ. Chính vì vậy là cái máy lạnh chúng ta tiêu thụ cực kỳ ít điện, mỗi một đêm nó chỉ tầm khoảng 600W thôi, 500-600W rồi. Bởi vì thì ngoài ban đêm sử dụng từ 8 giờ cho đến 6 giờ sáng thì ban ngày sử dụng khoảng 2 tiếng nữa, thì thường là từ 12 giờ cho đến 2 giờ chiều. Thời điểm cũng nếu như ngày nắng thì chúng ta thấy khá là gắt đó. Tuy nhiên là cái lượng điện tiêu thụ cực kỳ ít luôn. Thì sẵn đây mình cũng nói với tất cả mọi người luôn, mình làm video so sánh như thế này á là để cho chúng ta biết được gia đình mình là sử dụng trong 10 ngày là lượng điện như thế. Còn mình cũng không phải là làm giả dối để chi cả. Và ở đây mình cũng chả có cái quảng bá cho bất cứ một thương hiệu nào. Đây là cái dòng LG nè, tiết kiệm 70% điện nè. Mình thực tế cái phòng của mình cảm thấy là khi mình để ở 28 độ, cho mình bật lên cho chúng ta xem nè. Đó, mình để 28 độ. Thì với 28 độ này á, là hai chồng mình là phải đắp mền đó. Bởi vì cái nhiệt độ là 28 độ nhưng mà nó rất là mát, rất là mát. Và tối là mình khi mình ngủ mình để nhiệt độ này, và ban ngày cũng thế, là phải chùm mền. Còn bên cái phòng của hai đứa nhỏ thì để nhiệt độ 26 độ thì nó cũng tương đương với độ lạnh bên đây. Tuy nhiên bên này nó cực kỳ tiết kiệm điện luôn, bởi vì nó có cái nhãn năng lượng là giảm mấy phần trăm điện. Rồi như vậy thì mình vừa mới chia sẻ với chúng ta là sau 10 ngày sử dụng thì cái máy lạnh LG nó tiêu thụ khoảng 7 ký rưỡi thôi, còn cái máy lạnh Sharp thì tiêu thụ hơn 12 ký. Đó là cái việc khách quan mình nói như vậy, có tin hay không là quyền của quý vị và các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.